bạn rất vui được gặp lại các bạn ở clip 2 của bài Cô Gió. Cô là Huỳnh Kim Hương, giáo viên trường tiểu học Dương Minh Châu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bài Cô Gió ở clip ngày hôm nay. Ở clip ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các bạn hai nội dung, đó là mở rộng cụm từ bạn bè và nghe kể chuyện ở phố cây xanh. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung thứ nhất, đó là mở rộng cụm từ bạn bè. Ở bài tập này, số 4, nối bông hoa với lá để tạo thành từ ngữ. Các bạn sẽ tìm bông hoa tương ứng với lá để tạo thành từ ngữ có nghĩa nhé. Nào bây giờ chúng ta cùng cô kiểm tra kết quả. Từ thứ nhất là từ siêng năng, thông minh, hiền lành và dũng cảm. Như vậy chúng ta có được 4 từ ngữ vừa tạo được, đó là từ siêng năng, thông minh, hiền lành và dũng cảm. Bây giờ các em hãy đặt cho cô 1 đến 2 câu có chứa từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 4. Các em có nhớ những từ ngữ nào vừa tìm được ở bài tập 4 không? Đó là các từ siêng năng, thông minh, hiền lành và dũng cảm. Bây giờ chúng ta hãy chọn lấy một từ và đặt câu có chứa từ ngữ này nhé. Cô ví dụ, cô chọn từ siêng năng thì cô sẽ có câu Nam là một cậu bé siêng năng. Tương tự, các bạn sẽ chọn cho cô các từ ngữ khác và tìm đặt cho cô thêm một hoặc hai câu có chứa một trong 4 từ ngữ này. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang nội dung thứ hai là nghe kể chuyện ở phố cây xanh. Các em hãy cùng quan sát tranh và lắng nghe cô kể chuyện. Dê con là một họa sĩ nổi tiếng sống ở phố cây xanh. Dê con treo các ấm trà cho khu vườn trong nhà của mình. Thấy khu vườn đẹp quá, cư dân xung quanh đều làm theo. Từ đó, phố cây xanh còn được gọi là phố ấm trà. Khi hươu con chuyển đến phố cây xanh, cậu nhìn khắp phố rồi trang trí những ngôi sao cho khu vườn của mình. Cún con nhìn thấy bèn góp ý: cậu làm không đúng rồi, vườn nhà ở phố chúng ta chỉ treo ấm trà mà thôi. Hươu con đáp: mình biết, nhưng mình có ý tưởng riêng, mình trang trí vườn theo cách của mình yêu thích. Trở về nhà sau cuộc nói chuyện với hươu con, cún con suy nghĩ mãi, rồi cậu quyết định thay đổi cách trang trí khu vườn nhà của mình. Cậu sơn hàng rào cho khu vườn bằng màu sắc mà cậu yêu thích. Mọi người nhìn thấy hươu con và cún con làm, liền thích thú và về trang trí lại khu vườn theo sở thích của mình. Từ đó, phố cây xanh có nhiều ngôi nhà có với những khu vườn được trang trí khác nhau. Sau đây, các em hãy quan sát tranh và tập kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lời gợi ý của cô. Ở tranh thứ nhất, các bạn cần kể được dê con sống ở đâu, dê con làm gì để trang trí khu vườn của mình, vì sao nơi dê con sống còn được gọi là phố ấm trà. Các bạn thử tập kể lại tranh thứ nhất. Đến tranh thứ hai, các bạn cần kể được ai vừa chuyển đến phố cây xanh và hươu con trang trí khu vườn của mình như thế nào. Cún con thấy vậy, nói gì với hươu con? Hươu con trả lời cún con ra sao? Các bạn tập kể lại tranh thứ hai.
Sang tranh thứ ba, các bạn cần kể được sau khi trò chuyện với hươu con, cún con đã làm gì với khu vườn của mình. Các bạn tập kể tranh thứ ba. Cuối cùng đến tranh thứ tư. Ở tranh này, các bạn cần nêu được sự thay đổi của phố cây xanh so với lúc đầu. Phố cây xanh có còn được gọi là phố ấm trà nữa không? Vì sao? Bây giờ, cô sẽ dành thời gian để các bạn kể lại cả câu chuyện này nhé. Như vậy, sau clip này, các bạn sẽ có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, đó là làm bài tập 3 và 4 trong phiếu bài tập cô đính kèm. Và nhiệm vụ thứ hai, tập kể lại câu chuyện, chuyện ở phố cây xanh cho người thân nghe. Cô chào tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn ở clip thứ 3.